Hello everyone, in this video I will help you to review what we have learned on the 12th and 13th of November 2022. Rồi, vào ngày 12 và ngày 13 thì hiện tại là chúng ta đang bắt đầu tập dịch. Trước tiên là chúng ta đã ôn tập các từ vựng về family. Thứ hai là các từ vựng về hoạt động write, read, count and draw. Và hiện tại thì cô đang cho bắt đầu cho các bạn tập hiểu nghĩa của các câu. Đầu tiên, chúng ta có can, có thể, can't, nghĩa là không thể, what, nghĩa là cái gì, my, của tôi, your, của bạn, he, ông ấy hay chú ấy, chỉ cần người đó là nam thì chúng ta sẽ dùng he để thay thế. Và she, cô ấy, bà ấy, chỉ cần người đó là nữ thì chúng ta sẽ dùng she để thay thế. Chúng ta đã tập hiểu nghĩa các câu. What can your grandpa do? What, cái gì? Ok, đầu tiên là your grandpa, ông của bạn. Can, có thể. Do, làm. What, ông của bạn có thể làm gì? Trả lời my grandpa, hỏi ông của bạn your grandpa thì trả lời my grandpa, ông của tôi, can run, có thể chạy. Hoặc nếu chúng ta không thấy my grandpa dài quá thì chúng ta có thể thay thế một từ ngắn hơn, đó là từ he là dành cho nam, boy. Tương tự, what cái gì can, có thể, your grandma, bà của bạn, do, làm. Hiểu ra sẽ là your grandma, bà của bạn, can, có thể, do, làm, what, cái gì, bà của bạn có thể làm cái gì. Hỏi your grandma thì trả lời my grandma, giống như bạn tưởng tượng giống như là hỏi what's your name, my name, tên của bạn là gì, tên của tôi là. Thì tương tự, hỏi your grandma thì trả lời my grandma can write, bà của tôi có thể viết. Hoặc nếu chúng ta thấy my grandma quá dài đi thì chúng ta sẽ trả lời she, là dành cho nữ, dùng she để thay thế cho my grandma cho ngắn gọn. Kế tiếp, chúng ta ôn tập lại mẫu câu. What, cái gì, can't, không thể, your mom, mẹ của bạn, do, làm. Mẹ của bạn, your mom, can't, không thể, do, làm, what, làm cái gì, mẹ của bạn không thể làm cái gì. Trả lời my mom can't sing, mẹ của tôi không thể hát. Hoặc nếu my mom quá dài, bạn có thể dùng từ she ngắn hơn để thay thế she can't sing. She ở đây chúng ta có thể dịch là bà ấy, cô ấy. Kế tiếp, what, cái gì, can't, có thể, không thể, your dad, bố của bạn, do, làm. Dịch ra là your dad, bố của bạn, can't, không thể, do, làm, what, làm gì, bố của bạn không thể làm gì. Trả lời my dad can't write, bố của tôi không thể viết. Hay trả lời ngắn gọn hơn, không dùng my dad dài quá thì mình có thể dùng ngắn gọn hơn là he can't write. Bố của tôi không thể viết. Rồi, thì các bạn chú ý là phải học thuộc nghĩa của những cái từ này. Mình phải hiểu nghĩa của những từ này thì chúng ta mới hiểu được cái nghĩa của cái câu hỏi. Ok, rồi. Và nhắc lại một điều, đó là hỏi what can thì trả lời can. Mà hỏi what can't thì trả lời can't. Okay, and this is the end of the video. Thanks for watching. Notice, lưu ý, các bạn nhớ làm cái phần bài tập viết mà bài tập giấy mà cô đã giao về. Còn những bạn nào mà vắng hôm chủ nhật thì các bạn hãy đến lớp, cô sẽ giao bài tập, cô sẽ đưa cái tờ giấy đó và cô sẽ sửa bài tập tại lớp. Ok, cho nên các bạn, những bạn mà cô đã phát cái tờ bài tập rồi thì các bạn nhớ là phải mang tờ bài tập đó theo vào hôm thứ Bảy nha.
And this is the end of the video. Thanks for watching.